Marvel. Đây là một màn hình LCD được tích hợp với GoPro bằng Wi-Fi. Và các bạn sẽ thấy công dụng của nó như thế nào. Các bạn có thể điều chỉnh hiển thị trên màn hình. Đây, các bạn có thể điều chỉnh hiển thị trên màn hình. Rất là tiện lợi.